Đối kỷ, đối kỷ. Đối kỷ. Anh đi đi. Thì đi. Trong tiếng Nhật, đi là ikimasu. Ikimasu. Iki, ikimasu. Ok, từ tiếp theo đó là từ gì nhỉ? Kimasu. Trong bài học chào hỏi đầu tiên thì chúng ta học một cặp từ, đó là từ gì nhỉ? Chúng ta đã học khi mà chúng ta đi thì chúng ta sẽ nói là itte kimasu. Itte kimasu, đúng không? Itte kimasu. Đúng rồi. Vậy thì từ kimasu có nghĩa là gì nhỉ? Đến. Vậy chính nhỉ? Đến. Itte kimasu. Còn người đi sẽ chào là gì nhỉ? À, người ở nhà sẽ chào là gì nhỉ? Itterasai, đúng không? Itterasai. Hay, itterasai. Itte kimasu. Được chưa nhỉ? Vậy thì từ kimasu là từ đến. Ok. Tiếp theo có một cặp từ khác, đó là từ tadaima và okaeri. Okaeri. Thế nào? Thế thì tadaima là gì nhỉ? Tadaima là khi chúng ta về tới nhà và chúng ta sẽ nói là tadaima. Ok, từ đây đúng không? Thế ở nhà chào là gì? Về rồi à? Đúng nào? Hay. Chỉ chúng ta có từ nhỉ? Okaeri nè. Okaeri. Okaeri là người ở nhà chào đúng không? Hay. Kaerimasu là trở về đấy. Người ta trở về nên mình chào. Okaeri. Okaeri. Thì động từ là kaerimasu. 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 Hay. Này, đến trường đi. Đến trường gì? Đến trường để gặp cô. Đến trường gặp cô. À. Ok. Vậy thì trường học là gakko. Đúng rồi. Gặp cô. Gakko. Gặp cô. Gakko. Gặp cô. Gakko. Ê này. Ơi. Nhà ga ở đâu ấy nhỉ? Nhà ga. Ừ. Ê kia. Ê kia kìa. À đúng rồi, đúng rồi. Nhà ga đằng đấy rồi. Ê kia kìa. Ê kia kìa. Thế nhà ga là ê ki. Ê ki. Nhà ga. Ê ki là nhà ga. Ê kia. Ê ki. Cô ơi, xem thấy cô đi cái gì cô cũng bị say đấy. Cô đi xe buýt này, cô đi taxi này, cô đi tàu điện này, cái gì cũng say hoài ấy. Ừ, nhưng mà khi cô đi máy bay thì cô lại không say. Trong tiếng Nhật, máy bay là hikoki. Hikoki. Khi cô đi, hikoki. Này, bao giờ về quê tôi chơi không? Về quê em? Ừ. Đi được tàu điện không? Có. Đi thẳng đến xã bằng tàu điện luôn. Thẳng đến xã? Ừ. Ồ, tàu điện kinh nhỉ? Ừ. Trong tiếng Nhật, tàu điện là densha. Densha. Đến xã, densha. Tàu điện đến thẳng xã. Ừ. Densha. Hay. Ok. Xe số bao nhiêu nhỉ? À, kêu rồi. Ô, mà chị cả nhà ông đâu rồi? Chị cả tôi á? Ừ. Chị cả tôi. Ừ. Đi tàu điện ngầm về quê ăn Tết rồi. Chị cả đi tàu điện ngầm về quê ăn Tết rồi. Hiểu không? Chị cả. Chị cả đúng không nào? Hay. Chị cả tàu điện ngầm sẽ là chị cả Tetsu. Ăn Tết Tetsu. Chị cả Tetsu. Tàu điện ngầm. Hay, tiếp theo là chúng ta học sẽ học 3 từ liên quan đến phương tiện. Phương tiện đúng không? Đi lại. Đúng không? Phương tiện đi lại. Thứ nhất là từ gì nhỉ? Bus. Bus. Gần giống tiếng Việt đúng không? Xe Việt Nam gọi là xe buýt. Xe buýt. Tiếng Anh là gì nhỉ? Bus. Bus. Bus đúng không? Bus. Thì nó chính là tiếng Anh, thế nên là chúng ta các bạn cứ nhớ nguyên nó như thế. Bus. Và tương tự này, xe thì taxi. Taxi. Tức là taxi. Taxi thì nó sẽ là taxi, hơi giống đúng không? Taxi của trường là taxi nhé. Cuối cùng đó là từ xe đạp. Cùng đó là xe đạp. Xe đạp thì trước chúng ta đã biết từ jidosha. Jidosha là xe ô tô rồi đúng không? Còn xe đạp hôm nay nó sẽ là jitensha. Jitensha. Jitensha nó hơi giống nhau đúng không các bạn? Xe ô tô là jidosha, còn xe đạp là jitensha. Ok nhé. Này, cái từ tomodachi làm sao nhớ được? Tomodachi là bạn đúng không? Tomodachi. Tomodachi hay là bây giờ bỏ các cái chữ cái đầu của nó. Tờ mờ đờ cờ. Tomodachi là tớ mơ đến cậu. Cậu là gì? Cậu là bạn. Cậu là bạn đúng không? Bạn chính là tomodachi. Tờ mờ đờ cờ, tớ mơ đến cậu. Và nó chính là tomodachi. Này, cái từ cà rê này khó nhớ. Cà rê là anh ấy. Nó nào nhớ được từ này? À, mình nhớ đến cái từ món ăn cà rê. À, cà rê là cà ri đấy à? Ừ, món ăn cà rê à? Ừ, trong tiếng Nhật nó là cà rê. À, cà rê có trường âm rồi đúng không? Đúng rồi. Cà rê. Cà rê no
cà rê. Cà rê no cà rê. À, món cà rê của anh ấy. Cà rê của anh ấy. Món cà rê của anh ấy. Được chưa? Việt Nam bọn mình gọi cà rê. Này, vừa xong cái từ cà rê ấy, anh ấy thì bây giờ tôi nhớ được rồi. Nhưng mà còn một cái từ nữa là kanojo. Cái từ khó nhớ quá, không có cách nhớ nào. Kanojo à? Ừ, kanojo ấy, tức là cô ấy thì có cách nhớ nào không? À, kanojo gì? Kanojo. Dỗ thì là dỗ. Nên là về ăn dỗ đi. Còn từ cano cái là đi cano về ăn dỗ. À, cô ấy đi cano về ăn dỗ. Cano đi cano về ăn dỗ thì là cano dỗ. Dễ nhớ không các bạn? Dễ nhớ đúng không? Ok. Cano dỗ. Ôi, đẹp thế. Ôi, con cá gì thế này? Cá rô mà, cá rô. Cá rô à? Ôi, dễ thương thế. Xin chào gia đình cá rô. Cá rô nhá, gia đình cá rô đúng không? Gia đình trong tiếng Nhật sẽ là cá rô cự. À, cá rô cự thì nó linh đến cái từ để cá rô đúng không? Cá rô đúng không? Cá rô cự, cá rô. Cá rô, cá rô cự. Cá rô cự là gia đình. Ông ơi, ông còn nhớ kỷ niệm năm ngoái không? Kỷ niệm năm ngoái là cái gì? Bây giờ đầy kỷ niệm năm ngoái, chịu chả nhớ. Thế năm nay định đi đâu? Năm nay á? À, hay năm nay đi đảo Cô Tô đi. Đảo Cô Tô à? Ừ, nghe nói đẹp phết đấy. À, đảo Cô Tô, Cô Tô đâu không biết đâu. Mà cứ đi này cũng được. Ok. Đẹp đúng không? Đấy. Ok, thì ở đây có hai từ đó, từ gì nhỉ? Năm ngoái và năm nay đúng không nào? Ừ, năm ngoái là 去年. Kỷ niệm 去年. Kỷ niệm năm ngoái. Kỷ niệm năm ngoái, không nhớ gì đúng không? Kỷ niệm năm ngoái. Kỷ niệm 去年. Còn năm nay? Năm nay là... đi đâu nhỉ? Vừa đi đâu nhỉ? À, Cô Tô. Cô Tô đúng không? Cô Tô. Thì là Cô Tô Sì. Cô Tô Sì. À. À. Yeah. Ok. Okay. Kỷ niệm 去年. Năm nay. Năm nay. Đi. Cô Tô. Cô Tô Sì. Năm nay. Chẳng hạn như là chúng mình đã đi xong đảo Cô Tô rồi đúng không? Mình đã đi rồi đúng không? Bắt đầu đang đảo Cô Tô thấy đẹp quá. Này ông ơi, năm sau lại đến đảo Cô Tô này nhá. Năm sau lại đến đảo Cô Tô. Năm sau. Năm sau là lại đến. Lại đến. Lại đến là lại đến. Lại đến. Năm sau lại đến đảo Cô Tô. Lại đến. Lại đến. Lại đến. Lại đến. Ok. Lại đến. Lại đến. Vâng, thưa các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ học cái từ mà để hỏi về ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật đó là từ tanjōbi. Tanjōbi. Và chúng ta có một cách hỏi ngày sinh nhật đối phương đó là otanjōbi wa itsu desu ka? Thêm chữ o vào là trước chữ tanjōbi đúng không? Đúng rồi. Tiền là okane này, tanjōbi, okanjōbi này. Hay là ikutsu thì oikutsu này đúng không? Đúng rồi, tức là chúng ta tôn kính đối phương lên. Otanjōbi wa itsu desu ka? 6月4日. Gia-san wa? Watashi wa 6月22日 desu. 6月。はい。はい。Otanjōbi wa itsu desu ka? 皆さん。いつですか？Này này này này, giải thích cho mọi người mấy từ liên quan đến bài cây hoa đến sư này, kyuko và tokyu này. Đúng rồi, trong bài này thì chúng ta sẽ có 3 từ chỉ về các loại tàu điện. Từ đầu tiên đó là futsu. Futsu ở đây có nghĩa là tàu bình thường. Các bạn cứ cảm tưởng như là ví dụ như là cái điểm đến của chúng ta có tất cả là 10 bến. Thì tàu bình thường futsu nó sẽ dừng ở tất cả 10 ga. Còn tiếp theo đó là gì? Kyuko. Kyuko là tàu nhanh. Tàu nhanh thì các bạn có thể hiểu là nó dừng ở 5 ga chẳng hạn. Còn cái cuối cùng, cái nhanh nhất đó là gì nhỉ? Tokyu. Tokyu, các bạn nhớ cho mình cái này là tàu nhanh nhưng mà nó chỉ dừng ở 1 hoặc là 2 ga thôi. Không dừng nhiều đâu nhá. Đương nhiên là nếu mà đoạn đường nó dài thì nó có thể dừng 3-4 ga lớn. Đúng nhỉ? Tuy nhiên là nó dừng ít so với hai cái loại tàu kia. Và nó chạy rất là nhanh. Nghĩ gốc cái từ sư này cũng là bình thường nhá. Sư này rất hay nói. Nhớ chưa? Hay. Sư desu. Có khỏe không thì chúng ta cũng có thể dùng sư. Futsu desu. Okay, tôi khỏe bình thường. Futsu. Futsu desu. Futsu desu. Ok. Hay. Hay. À, nó có cái từ tsugi no ấy. Tsugi no có nghĩa là gì? Ta từ điển không có đúng không? Ừ. Cái từ tsugi nó nghĩa riêng. Tsugi là tiếp theo. No là trợ từ nối thôi. À, ví dụ trong bài thế là tsugi no densa. Tsugi no densha. Xe điện tiếp theo, xe điện kế tiếp ấy. Xe điện tiếp theo, đúng không? Ví dụ như là có một từ gần nghĩa với từ tsugi là tsuki chẳng hạn. Tức là cái mặt trăng tiếp theo đúng không? Mặt trăng. Tsuki là mặt trăng, còn tsugi là tiếp theo. Tsugi no tsuki. Tsugi no tsuki là mặt trăng tiếp theo. Mặt trăng tiếp theo. Ồ, mà tôi tưởng mặt trăng có mỗi một mặt trăng thôi mà.
tháng sau chẳng hạn. Đúng rồi, tháng sau. Truy cập ngay website dũngmoni.com để tham gia khóa học tiếng Nhật online N5 hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu.